Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp cuốn sách Giáp mặt với Phượng Hoàng của tác giả Salim Grain, dịch giả Lê Minh Đức, do nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Chương 13. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Sài Gòn năm 1970. Tháng 2 năm 1970, trong lúc Châu đang trốn xuống đồng bằng thì ở Los Angeles, Hoa Kỳ, Dan Ellsberg đang gửi đi bằng máy bay hai gói tài liệu mật về cuộc chiến tranh Việt Nam cho Thượng nghị sĩ William Fulbright, dân chủ tiểu bang Arkansas và là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện. Những tài liệu này về sau được gọi là tài liệu mật của Lầu Năm Góc, không phải gửi cho Fulbright mà cho Novi Jones, người trợ lý lâu năm của Fulbright và là người phụ trách theo dõi vấn đề Việt Nam. Lo ngại rằng Fulbright có thể bị can hệ chính trị nếu người ta biết rằng ông đang chứa một số lớn tài liệu mật bị đánh cắp bất hợp pháp như vậy. John không nói với bất cứ ai, kể cả người tránh văn phòng của ủy ban và người tiếp xúc trực tiếp của ông là Kirk Maxey, rằng Ellsberg đang gửi những tài liệu đánh cắp đến. Sau khi gửi đi, Ellsberg gọi điện thoại cho John. Tài liệu gửi đi rồi, Dan Ellsberg nói. Tuyệt, Novil John đáp. Chúng tôi có thể hoàn lại cho ông ít phí tổn được không? Ellsberg đã bỏ tiền túi ra mà sao chụp những tài liệu mật, và ông nói với John rằng ông đánh giá cao cử chỉ đó. Khoảng $1,500, Ellsberg nói. Ồ không, chúng tôi không có khoản tiền đó, John nói. Tôi muốn nói cước phí kìa. Vậy thì bỏ đi, Ellsberg nói. Chẳng bao nhiêu, có $45 thôi. Dan Ellsberg và Novizon hợp tác với nhau rất tốt, nhưng sự hiểu lầm về việc hoàn lại tiền kể trên đã cho thấy có một sự hiểu lầm lớn giữa hai người. Như Ellsberg đã nghĩ, ông và Novizon cùng đứng về một phía trong cuộc đấu tranh. Cả hai đều tìm cách chấm dứt chiến tranh. Fulbright và Ủy ban Đối ngoại đã trở thành đội tiền phong trong cuộc thánh chiến này ở Washington. Nhưng theo Novizon thì tình hình không đơn giản. Phong trào chống chiến tranh không phải là một tập hợp toàn thế giới của giáo hội, trong đó lại có nhiều giáo phái, lại có những người cũng tự xưng là hiệp sĩ của cuộc thánh chiến, nhưng lại đánh lung tung mọi hướng, mà thường là đánh sai hướng. Ông cho rằng chỉ có lãnh tụ của ông, ngài Fulbright, là đúng hướng mà thôi. Ông tin rằng trách nhiệm của ủy ban là vạch ra một lối thoát cho những ai quan tâm sâu sắc tới chiến tranh, và chính ông đang giúp tổ chức những buổi điều trần trước quốc hội cho những người chống chiến tranh, những người có một số người mà Fulbright nói riêng là quá lý tưởng nhưng lạc hướng, thì John và những người khác trong ủy ban tìm cách không cho họ tới gần. Dan Ellsberg dĩ nhiên là không thể bị đánh đồng cá mè một lứa với những người phản đối chiến tranh khác, nhưng John lại thấy ở Ellsberg một cái gì đó tiềm tàng còn nguy hiểm hơn nhiều. Tôi thấy ông ta giống như một ngòi pháo sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào, John nói. Vì vậy mà tôi muốn giữ một khoảng cách giữa tôi với ông ta cũng như giữa ủy ban với ông ta. Novizon nói rằng lập trường của ủy ban đối ngoại về Việt Nam là khá mỏng manh về chính trị. Mặc dầu con bồ câu hay nói thẳng Frank Chuck là thành viên của ủy ban, nhưng mũi nhọn tấn công của ủy ban là dựa vào sự phản đối chiến tranh của Fulbright, một lập trường đã góp phần làm sụp đổ Lyndon Johnson. Trong lịch sử gần đây, chưa từng có một tổng thống nào tại vị lại bị chống đối mạnh mẽ như vậy bởi ông chủ tịch một ủy ban của Thượng viện, hơn nữa lại là thượng nghị sĩ cùng đảng với tổng thống, và đã có thời là bạn gần gũi trung thành. Và John xuất thân từ một gia đình nghèo ở Princeton, tiểu bang Arkansas, đã đóng một vai trò có ý nghĩa trong việc đưa tới tình hình ấy, hoạt động với tư cách là người phụ tá của Fulbright để hướng dẫn nỗ lực của quốc hội trong việc chấm dứt chiến tranh. John đã đặt cả tiền đồ sự nghiệp của bản thân mình vào đấy. John đã đi theo Fulbright suốt cuộc đời hoạt động của mình, bắt đầu bằng một chân đưa tin lúc ông mới 14 tuổi mùa hè năm 1944,
khi Fulbright là hạ nghị sĩ ra tranh cử nhiệm kỳ thượng nghị sĩ đầu tiên. Sau khi Fulbright trúng cử, John về Washington theo học tại trường Capitol Pay School từ 6 giờ rưỡi cho đến 9 giờ rưỡi mỗi buổi sáng, rồi làm người gác cổng cho thư viện. Sau đó, ông được chuyển về văn phòng của Fulbright làm một chân tập sự và học ban đêm tại Đại học George Washington cho tới khi chiến tranh Triều Tiên. Ông là một sĩ quan hải quân lái những chiếc trực thăng từ hàng không mẫu hạm lên. Sau khi trở về Washington, ông học tiếp chưa hết khóa đại học rồi vào trường luật. Mãn học đúng vào lúc có sự cải tổ trong văn phòng của Fulbright nên ông được làm phụ tá pháp lý cho thượng nghị sĩ John đi theo Fulbright suốt cuộc vận động tái cử của ông, và chỉ có người trợ lý hành chính là gần gũi với Fulbright như ông suốt bao nhiêu năm tháng mà thôi. Sự tiếp xúc gần gũi thường xuyên như vậy tạo ra sự gắn bó giữa hai người như cha con vậy. Sống giữa chúng tôi bao giờ cũng là thượng nghị sĩ Fulbright, John nói. Chúng tôi không bao giờ có mối quan hệ cá nhân trực tiếp. Ông là một người nghi lễ, một người hào hoa, phong nhã theo trường phái cũ, không thích bày tỏ tình cảm riêng tư. Mặc dầu ông thường đòi hỏi chất lượng trong công tác, nhưng không phải là nhà quản trị biết cách chỉ đạo nhân viên của mình đạt được điều đó. Ông là một người nóng nảy trong trường mực nào đó, nhưng lại kín đáo và tự kiềm chế, không bao giờ bày tỏ sự bực bội của mình ra ngoài. Ông không bao giờ vỗ vai người khác, nhưng ông có khả năng làm cho mọi người ở Arkansas và mọi người khác kính trọng vì đầu óc của ông. Ông là một kiểu người đoan trang, tề chỉnh, ăn nói thẳng thắn. Ông không đi đứng nhỏ nhẹ, ăn nói ngọt ngào như phần lớn các chính khách khác. Tất cả mọi người trong văn phòng đều kính trọng ông, bởi vì tôi nghĩ họ thấy ông cao hơn họ nhiều quá. Tôi cũng vậy. Còn việc John trở thành chuyên viên về Việt Nam của Ủy ban Đối ngoại thì chỉ là dịp may mà thôi. Ông cảm thấy mệt với văn phòng của Fulbright, nên khi có một người bạn đi nơi khác thì ông hỏi Fulbright là ông có thể làm công việc của người đó được không. Trước hết, công việc của ông không có gì rõ ràng cả. Ông nói, tôi không muốn có tiếng là người của Fulbright mà cả ngày cứ nhìn qua vai người khác. John nói, tôi muốn được hòa vào không khí tập thể của cơ quan, nên khi theo dõi về châu Á, nên khi người theo dõi về châu Á nghỉ việc vào năm 1964, tôi được phân công làm việc đó mà chẳng biết gì về châu Á cả. John là một người lịch sự, tự kiềm chế. Mái tóc bạc trước tuổi làm tăng vẻ đẹp hòa nhã của ông. Ông là một con mọt sách, định đọc tất cả những gì có thể tìm được về Việt Nam. Không có gì khó nếu muốn vượt qua những hiểu biết của Fulbright về Việt Nam. Ông nguyên là một học giả của trường Rhodes nổi tiếng, được nhiều người coi là một trong những bộ óc thông minh nhất trong thượng viện. Những hiểu biết của ông về Việt Nam có khi còn thua một sinh viên đang theo dõi các trận đánh trên báo chí. Nếu Fulbright có đọc cuốn sách nào đó về Việt Nam thì cũng không thấy ông thể hiện trong những cuộc nói chuyện. Đối với ông, Việt Nam không phải là một nước mà chỉ là một nguyên lý trừu tượng trên lĩnh vực đối ngoại. Ông chưa bao giờ đến đất nước này cả. Chỗ ông đến gần nhất là Thái Lan. Trong cơ quan có lần đã thảo luận xem Fulbright có nên đến vùng chiến sự không, mặc dù đó chỉ là bề ngoài như các nhà chính trị khác đã làm. John biết ý Fulbright đã đứng về phía những người phản đối chuyến đi đó. Fulbright gay gắt bác bỏ ý kiến đi Việt Nam. Tôi đã được mời đi tới đó, ông nói. Nhưng mấy ông nhớ kinh nghiệm của George Romay không? Tới đó, anh không thể làm gì khác hơn là nghe họ báo cáo. Anh không thể biết được điều gì ngoài những điều họ muốn cho anh biết. Nhưng mọi người vẫn nghĩ rằng Fulbright không quan tâm tới việc mục kích tại chỗ. Ông ghét những chi tiết. Ông không chỉ chống lại cuộc chiến tranh Việt Nam, mà ông còn chống lại cách suy nghĩ đã đưa Hoa Kỳ tới chỗ dính líu ở Việt Nam. Nhưng trước đây, ông lại là người đã từng lên tiếng ủng hộ và thường bỏ phiếu tán thành sự can thiệp của nước ngoài vào châu Á. Nhưng thái độ ngoằn nghèo về chính trị đó chỉ là thủ đoạn của một chính khách thực tiễn
muốn làm vui lòng cử tri đoàn bảo thủ của mình ở Arkansas hơn là do thái độ hai mặt trong chính sách đối ngoại. Trên thực tế, Fulbright chưa hề thay đổi ý kiến của ông từ những năm 1950 khi ông bắt đầu cho rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc là kỳ quặc. Không như nhiều thành viên của Quốc hội, phần lớn các thành viên, ông có một quan niệm vững chắc nhưng khôn ngoan về vai trò của nước Mỹ trên thế giới. Đối với ông thì Việt Nam không phải là một căn bệnh mà là sự thể hiện của căn bệnh. Một kiểu như bệnh ung thư có thể xuất hiện rồi thuyên giảm để rồi tái phát vài năm sau đó. Vì vậy, ông không nói chống chiến tranh một cách hăng say như một giáo sư khoa học nhân văn hay một George McGovern, mà cũng không dùng những từ làm như sắp tới ngày tận thế như một người phản đối trong hàng ngũ sinh viên. Ông hình như tách mình một cách lạnh lùng khỏi những tình cảm bị khuấy động vì chiến tranh và những sự kiện hàng ngày ở Việt Nam. Ông là người bác sĩ tin rằng nhiệm vụ của mình là chữa căn nguyên của bệnh, chứ không phải chỉ chữa sự lây nhiễm gần đây trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Và liều thuốc hay nhất theo ông là sự giáo dục được tiêm một cách từ từ, kiên nhẫn vào mông của Quốc hội, rồi từ đó mà lan ra khắp cơ thể chính trị trong nước. Fulbright đã khôn khéo thúc đẩy Ủy ban đối ngoại đi tới chỗ chống lại chiến tranh. Ông đối xử không thật tốt lắm với nhân viên trong bộ máy của ông, không bao giờ giao du cá nhân với họ, chỉ hạn chế quan hệ với hai hay ba người trợ lý, giữ khoảng cách lịch sự với tất cả mọi người. Nhưng ông đối xử hết sức tốt với các bạn đồng nghiệp trong ủy ban, bao giờ cũng chiều chuộng, thông cảm với những yêu cầu chính trị của họ, hết sức trân trọng họ. Thoạt tiên, ông gặp riêng từng thành viên trong nội các rồi gửi cho Johnson hết bản ghi nhớ này tới bản ghi nhớ khác, nói lên mối quan tâm của ông về Việt Nam. Khi ông thấy rõ rằng làm như vậy không đi tới đâu cả, Fulbright với ban tham mưu của ông mới tìm cách gây áp lực với Johnson. Cách làm là tổ chức những buổi điều trần trước thượng viện về cuộc chiến tranh. Nhưng những cuộc điều trần phải được tiến hành sao cho hợp với pháp luật, có cơ sở pháp lý nào đó, chứ không thể tự dưng tố cáo chính sách của chính quyền được. Nhân có một dự luật về Đông Nam Á được đệ trình Quốc hội vào tháng Giêng năm 1966, Fulbright quyết định lợi dụng việc này để tổ chức những cuộc điều trần công khai, chất vấn các quan chức chính phủ về chiến tranh. Những cuộc điều trần này được mọi người chú ý đến nỗi các hệ thống truyền hình đã truyền hình tại chỗ. Sau mấy ngày bị nã pháo liên tục, Tổng thống Johnson quyết định giành lại sự chú ý của công chúng từ tay Ủy ban đối ngoại bằng cách bày đặt ra một cuộc họp mặt với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ tại Honolulu. Lyndon Johnson không chấp nhận sự phản đối chính sách của mình một cách quân tử mà xoay lại chống Fulbright, người mà khi còn làm lãnh tụ phe đa số tại Thượng viện, ông vẫn thường gọi là ngoại trưởng của tôi, Fulbright kể lại. Trong một bữa dạ tiệc lớn của Đảng Dân Chủ, tôi đang ngồi cách Johnson chừng ba thước thì ông ta nhắc đến tôi, nói rằng tôi là một người yêu nước sáng ngời và nhiều từ mỉa mai khác. Trước đó, tôi thường được mời vào Nhà Trắng để gặp riêng ông ta, nhưng sau đó tôi chỉ gặp ông ta cùng với những nhà lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện mà thôi. Mối bất hòa này rất khó chịu cho Fulbright. Vợ Fulbright là bạn thân của vợ Johnson, thỉnh thoảng còn đi mua quà Noel dùm cho vợ Johnson nữa. Các nhà quan sát ở Washington nói rằng có một nhân tố ân oán giang hồ nào đó trong sự chống đối của Fulbright đối với Johnson. Chính Fulbright là người đã làm cho Quốc hội thông qua nghị quyết Vịnh Bắc Bộ mà Johnson đã lợi dụng biến thành một thứ tuyên bố chiến tranh để tiếp tục đưa quân vào miền Nam và ném bom miền Bắc Việt Nam. Nghị quyết đã được thông qua vào tháng 8 năm 1964 sau khi chính quyền tố cáo Tàu tuần duyên Bắc Việt đã vô cớ tấn công các khu trục hạm của Mỹ hai lần. Dan Ellsberg muốn lợi dụng sự bực dọc của Fulbright về nghị quyết Vịnh Bắc Bộ để lôi kéo ông tới chỗ công bố những tài liệu của Lầu Năm Góc trong một cuộc điều trần để, nếu không chấm dứt được chiến tranh, thì cũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho những người đang cố gắng chiến tranh. Trong lần gặp gỡ đầu tiên với Fulbright, ngày 6 tháng 11 năm 1969, Dan Ellsberg không mang theo tài liệu mật mà chỉ mang theo những ghi chú rút ra từ một tài liệu nghiên cứu
về chỉ huy và kiểm tra của Bộ Quốc phòng, trong đó cho biết rằng chính quyền nói là Bắc Việt đã hai lần tấn công các khu trục hạm của Hoa Kỳ, nhưng thực ra không có cuộc tấn công thứ hai nào cả. Đó chẳng qua là Johnson đã nói láo Quốc hội để Quốc hội thông qua nghị quyết mà thôi. Nói tới Dan Ellsberg thì chẳng có chuyện gì đơn giản cả. Tìm hiểu trình tự suy nghĩ của ông, thời kỳ đó chẳng khác gì xếp cát lên bãi biển sau một đợt sóng. Hình như lúc đầu, ông đã tính công bố những tài liệu mật vào dịp tạm ngừng hoạt động vì Việt Nam. Việt Nam Moratorium ngày 15 tháng 10 năm 1969 và cuộc biểu tình chống chiến tranh một tháng sau đó. Hy vọng là tài liệu này sẽ gây ra cuộc nổi dậy buộc Richard Nixon phải hành động. Nhưng Nixon đã khôn khéo đưa ra một lời hứa là ông đã có một kế hoạch bí mật để chấm dứt chiến tranh trong danh dự, làm cho phong trào phản đối bị mất đà. Và chính là lúc đó Ellsberg đã quay lại với Fulbright trong cuộc gặp gỡ do Jim Lowenstein thu xếp. Jim là một người điều tra của Ủy ban Đối ngoại mà Dan đã gặp ở Việt Nam. Novison sau đó có ghi lại buổi gặp gỡ đầu tiên ngày 6 tháng 11 năm 1969 trong một bản ghi nhớ mật cho Fulbright. Dan Ellsberg nói chung chung về việc Quốc hội và nhân dân đã bị lừa gạt về chiến tranh và ông đề nghị cung cấp một số tài liệu mà không nói rõ là tài liệu của Lầu Năm Góc. Ông đã đưa cho chúng tôi một phong bì những ghi chú về chỉ huy và kiểm tra Bộ Quốc phòng. Chúng tôi đã biết có tài liệu này do Viện Nghiên cứu Quốc phòng làm trong thời kỳ này xảy ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Chúng tôi đã có lúc tìm thấy và có thể là có thêm một phần tài liệu của Lầu Năm Góc có liên quan tới sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Ngài Fulbright hay nói với ông ta làm việc với John và Lowenstein. Việc đầu tiên của tôi là mang tài liệu về Vịnh Bắc Bộ tới cho Fulbright, Ellsberg nói. Tôi muốn đảm bảo rằng những người ở đó sau này đừng quên mà nói rằng Fulbright chưa bao giờ thấy những tài liệu ấy. Ellsberg cho rằng tiết lộ những tài liệu của Lầu Năm Góc cho những cuộc điều trần. Nhưng những cuộc đã được tổ chức vào năm 1966 thì sẽ có tác động mạnh hơn là tiết lộ cho báo chí. Trong vấn đề này, ông cũng nói có một tính toán cá nhân. Ông thường hay nói rằng ông sẵn sàng vào tù nếu cần, nhưng thật ra ông không mong làm thánh tử đạo mà cũng không muốn vào tù. Và ông thấy rằng tội ông sẽ nhẹ hơn nếu ông đưa tài liệu đó cho Quốc hội chứ không đưa cho báo chí. Khi ông hỏi cố vấn pháp luật thì được biết khả năng ngồi tù của ông là 50% nếu Quốc hội công bố tài liệu mật, 75% nếu báo chí tiết lộ và 95% nếu không ai chịu đưa ra câu khai cả. Ellsberg định đem những tài liệu liên quan đến sự kiện Vịnh Bắc Bộ để nhử cho Fulbright quan tâm tới công việc công bố toàn bộ tài liệu Lầu Năm Góc. Nhưng thủ đoạn này đã thất bại. Trước hết là ông hiểu sai bản chất của ông Fulbright. Điều tôi thường quan tâm không phải là họ nói dối như thế nào trong vụ Vịnh Bắc Bộ, mà là Johnson nói dối như thế nào để ý đồ của ông ta. Về ý đồ của ông ta, Fulbright nói, tôi cảm thấy bị đánh lừa về ý đồ của ông ta, về những gì ông ta nghĩ trong đầu. Việc những tài liệu về Vịnh Bắc Bộ của Ellsberg phát hiện ra nhiều sự dối trá và mưu mẹo đã không củ được Fulbright. Đối với ông, những lời nói dối chỉ là những chi tiết. Điều quan trọng hơn là toàn bộ hành động của Johnson lợi dụng nghị quyết Vịnh Bắc Bộ để mở rộng chiến tranh, và Johnson dưới sức ép ghê gớm của công luận đã quyết định không tái tranh cử tổng thống. Ngoài ra, Fulbright đã tổ chức những buổi điều trần về sự kiện Vịnh Bắc Bộ sau khi một sĩ quan hải quân liên lạc với ông và cho biết rằng Lầu Năm Góc đang nói dối. Ellsberg cũng hiểu sai con người của Novison, mà ông cho là một anh chàng dễ thương, thông minh, nhưng với những suy nghĩ đúng đắn về Việt Nam. Quả thật, John là con người như vậy, nhưng đồng thời cũng là một sinh vật chính trị, từ đầu tới chân, khôn khéo như mèo rừng, đằng sau giọng nói dịu dàng và nụ cười dễ dãi. Đôi mắt lạnh lùng của John đang đánh giá con người Ellsberg
và không lấy gì làm vui với những điều thấy được. Trong buổi gặp đầu tiên, ông nói năng mạch lạc rõ ràng nhưng có phần căng thẳng và lo âu. John nói, ông nói nhanh và khua chân múa tay, trông ông ta có vẻ như một người gây rắc rối. Theo John, việc này có nhiều nguy hiểm quá. Trước hết là tài liệu có nên để cho Fulbright dính líu vào việc sử dụng những tài liệu đánh cắp không? Tài liệu tiết lộ ra ngoài là chuyện cơm bữa ở Washington, nhưng chưa bao giờ có một khối tài liệu lớn như Ellsberg đã có. Rồi phải tính đến những thành viên khác trong ủy ban. Họ sẽ nghĩ sao nếu Fulbright đã nỗ lực rất nhiều để duy trì sự thống nhất trong ủy ban, để cho các lực lượng nghị sĩ còn ủng hộ chiến tranh chia rẽ nhau gay gắt. John cũng biết rằng trong lúc này Fulbright cũng chưa muốn đối đầu với Nixon. Vì nhiều lý do, Nixon nói rằng ông ta có một kế hoạch bí mật để chấm dứt chiến tranh và ông ta mới vào Nhà Trắng chưa tới một năm. Fulbright cho rằng phải tin ở lời hứa của Tổng thống và cho ông thời gian để thực hiện kế hoạch của ông. Nhưng sự miễn cưỡng của ông còn có một lý do ít cao thượng hơn, một lý do thực tiễn hơn. Fulbright đang gặp rắc rối về chính trị trong hạt bầu cử của ông, một phần vì những lời nói công khai chống chiến tranh của ông. Ông đã được tái cử năm 1968, chống lại một tên phân biệt chủng tộc hung dữ và vô ý thức. Với một đa số không ngờ là chỉ có 54% làm cho ban tham mưu của ông phải ớn xương sống. Thấy rằng thời kỳ sau năm 1974 có thể còn được ít phiếu hơn nếu ông không có cách gì làm thay đổi tình thế. Henry Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia của Nixon, thấy cần phải tan tỉnh Fulbright trong những tháng đầu tiên vào Nhà Trắng. Và Fulbright đã tiếp nhận lời tán tỉnh đó không chút e thẹn. Hai người có những điểm tương đồng về mặt trí thức. Cả hai đều có tầm nhìn rộng rãi về thế giới. Kissinger cũng vậy. Và cũng chính những năm theo học ở Oxford đã cho ông những bài học đầu tiên. Một số người trong ban tham mưu của Fulbright không tin Kissinger, nhưng những lời cằn nhằn của họ về mối quan hệ với người của Nixon đã được kiềm chế vì họ nhận thấy rằng thủ trưởng của họ vốn là một nhà chính trị khôn khéo, hẳn phải có lý do để giao du với con người ấy. Trong khi Kissinger tìm cách hạn chế bớt những lời chỉ trích của Fulbright đối với chính sách của Nixon về Việt Nam, thì Fulbright cũng muốn nhờ con diều hâu nổi tiếng Kissinger đến đọc diễn văn cổ động cho ông ở tiểu bang Arkansas, giúp ngăn chặn đà xuống của ông ở đó. Trong khi Fulbright chơi cái trò có đi có lại ngầm với Kissinger, thì ông có để cho hai nhà điều tra của Ủy ban Đối ngoại là Jim Lowenstein và Dick Moore kích động báo chí chống lại vấn đề Việt Nam để tạo cho mình một vai trò công khai trước công chúng. Thực ra, việc này từ trước đến nay do những người nặc danh thực hiện mà thôi. Ít có ai nghe đến tên của Norvision, nhưng Moore và Lowenstein đã làm cho người ta tốn nhiều giấy mực, viết về họ bằng những chuyến đi đi về về giữa họ ở Việt Nam. Rồi viết những báo cáo phê phán chiến tranh và khai thác các nhà báo. Nhưng mọi người cũng công nhận vai trò nổi bật của họ trong Ủy ban Đối ngoại. Họ là một nhóm làm việc tốt và bổ sung cho ban đối ngoại. Họ là một nhóm làm việc tốt, bổ sung cho nhau. Lowenstein bảo thủ, thận trọng, một mẫu mực của con nhà ngoại giao. Ngược lại, Moss nhiệt tình, năng nổ. Họ là những người biết tự động công tác và được Fulbright thừa nhận. Gần như theo bản năng, John đã vạch ra một kế hoạch để lợi dụng Ellsberg mà không gây mạo hiểm chính trị cho Fulbright hay Ủy ban Đối ngoại. Đồng thời, có vẻ như là một bước tiến logic tới Ellsberg. Thay vì công bố những tài liệu mật có thể làm cho Ellsberg gặp rắc rối, John gợi ý cho Fulbright viết thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Legg và chính thức yêu cầu Lầu Năm Góc đưa những tài liệu mật đó cho Ủy ban Đối ngoại. Dù Melvin Legg trả lời cách nào thì ủy ban cũng có lợi cả. John kể rằng trong suốt thời gian ấy có một trò chơi giống như là đóng bàn, bóng bàn đánh qua đánh lại giữa ngành hành pháp và Ủy ban Đối ngoại. Chúng tôi sử dụng bất cứ vũ khí gì của chúng tôi có được để làm cho
người ta nghĩ rằng chúng tôi không được thông tin, muốn làm cho mọi người thấy rằng ủy ban bị bưng bít thông tin cần thiết để ra quyết định. Nhưng Ellsberg lại không hiểu được ý đồ đó. Nhưng có thể thấy trước, Manville từ chối đưa tài liệu cho ủy ban đối ngoại, mặc dầu đã có 4 bức thư yêu cầu có chữ ký của Fulbright. Ellsberg sốt ruột thấy ngày tháng trôi qua mà chẳng thấy điều chỉnh đâu cả, đã có quyết định bỏ rơi ý định lôi Fulbright vào cuộc và gửi hầu hết tài liệu Lầu Năm Góc cho Norvin Jones vào tháng 2 năm 1970. Jones nói: "Tôi không hiểu, tôi đang có cái gì nữa. Thật đấy, đó là hàng trăm triệu, hàng trăm tài liệu đã photo lại. Tôi mang một số về nhà đọc khi đi ngủ." Hết phần 1 chương 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin mời các bạn đón nghe tiếp phần 2 chương 13.